ngày thứ 196, yêu mến Chúa Giêsu nơi người khác. Chúng ta đã khá quen thuộc với đoạn tin mừng: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Nhưng bạn có tin điều này không? Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy yêu mến Chúa Giêsu là việc dễ dàng và bạn có cơ hội để yêu mến Chúa suốt cả ngày. Mỗi khi bạn gặp gỡ những người khác, có thể đó là một nụ cười hoặc một lời nói tử tế, một hành động quảng đại, tha thứ hoặc phục vụ. Nhưng bất cứ điều gì bạn làm cho người khác trong tình yêu, đó là bạn làm với Chúa Giêsu. Đây là sự thật. Và cũng đúng khi chúng ta đối xử thô bạo với người khác hoặc thiếu lòng thương xót, chúng ta đã làm tổn thương trái tim của Chúa chúng ta. Sự thật cơ bản này có thể dễ dàng hiểu được như một khái niệm trong tâm trí. Thật khó để thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu trong người khác và tin rằng chúng ta đang yêu mến Chúa bằng cách phục vụ họ. Nhưng chỉ vì khó tin không có nghĩa là chúng ta không nên tin và sống điều ấy. Bạn hãy nghĩ về những người mà bạn đã gặp gỡ hàng ngày. Khi nhìn vào họ, bạn có thấy sự hiện diện của họ như một lời mời gọi yêu mến Chúa của chúng ta không? Làm việc này có khó không? Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đang ở đó, ẩn trong họ, chờ đợi để được bạn yêu thương. Bạn hãy suy nghĩ về một Thiên Chúa kín ẩn đang chờ đợi bạn trong những người bạn gặp gỡ ngày hôm nay. Đừng ngần ngại yêu mến Chúa qua họ. Đối với họ, suối nguồn của lòng Chúa thương xót luôn đang chờ đợi được mở ra. Lạy Chúa, Chúa ước mong con thể hiện lòng thương xót dồi dào của Chúa cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Xin ban cho con ân sủng để con thấy Chúa trong họ và để con yêu mến Chúa trong từng người con gặp gỡ. Lạy Chúa mến yêu, xin cho con có đôi mắt để nhìn thấy Chúa và khi con khám phá ra Chúa trong những người khác. Xin giúp con mở lòng ra với họ, yêu thương họ với lòng thương xót mà Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển xa, Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con, thì lòng thương xót Chúa